Đồng hồ Tigon, đẳng cấp, thành công. Đối với nhiều người Á Đông, trong đó có Việt Nam, việc lựa chọn chiếc đồng hồ không hoàn toàn theo kiểu dáng, mà cùng với đó là lựa chọn một chiếc đồng hồ đeo tay dựa trên các quy luật về ngũ hành theo quan niệm phong thủy. Bạn thuộc mệnh thủy, song lại chưa biết chọn mẫu đồng hồ có màu sắc, kiểu dáng mặt và chất liệu nào phù hợp, thì hãy tham khảo video sau đây của Tigon. Theo thuyết ngũ hành, kim sinh thủy, hình tròn là biểu tượng cho yếu tố kim. Vì thế người mệnh thủy nên đeo đồng hồ mặt tròn. Ngoài ra các màu mang yếu tố kim là bạc, xám và trắng. Các màu đại diện cho mệnh thủy là xanh lam, đen. Do đó người mệnh thủy muốn nhận được nhiều tài lộc và may mắn nên cho các mẫu đồng hồ mặt tròn, màu xám, bạc, trắng, xanh dương hay đen là phù hợp nhất. Một số mẫu đồng hồ nam phù hợp cho người mệnh thủy. Đồng hồ nam Caniva mặt tròn màu bạc, mẫu đồng hồ Caniva G75201.101.011 màu bạc. Có thiết kế lộ máy sang trọng, độc đáo. G75201.101.011 được trang bị chức năng Moon Phase, lịch tuần trăng cùng với chức năng bấm giờ thể thao quen thuộc. Caniva G75201.101.011 hiện là một trong những mẫu đồng hồ bán chạy nhất của Tigon. Tiếp theo là mẫu đồng hồ Caniva G71801.101.011. Đây là một mẫu đồng hồ đeo tay có thiết kế sang trọng, đầy phá cách. Điểm nhấn của mẫu đồng hồ này là ô cửa sổ lộ mái tinh xảo, thu hút mọi ánh nhìn và kim đồng hồ cùng các ô số la mã màu xanh dương nổi bật. Đồng hồ nam Caniva mặt tròn màu đen. Những chiếc đồng hồ màu đen luôn mang lại sự nam tính sang trọng và mạnh mẽ. Đối với cánh mày râu, đồng hồ đeo tay màu đen luôn có một sức hấp dẫn, lôi cuốn và vô cùng bí ẩn. Tigon xin được giới thiệu đến các bạn mẫu đồng hồ Caniva G61207.102.212 sang trọng, mạnh mẽ, đầy lịch lãm. Mẫu đồng hồ này được trang bị động cơ automatic mạnh mẽ, với vỏ và dây đều làm bằng thép không gỉ. Mặt kính sapphire chống sức rất tốt, là một điểm cộng vô cùng ấn tượng. Nếu bạn yêu thích những mẫu đồng hồ dày da cổ điển, mềm mại, tinh tế thì Caniva G65902.102.032 sẽ rất phù hợp cho bạn. Mặt đồng hồ và dây đeo đều có màu đen toát lên vẻ nam tính và lịch lãm. G65902.102.032 còn được trang bị chức năng bấm giờ thể thao hiện đại. Trên đây là một số gợi ý về mẫu đồng hồ mặt tròn với các màu sắc mà người mệnh thủy nên chọn mua. Nếu có thắc mắc gì thêm, hãy đến Tigon để được các chuyên gia về đồng hồ tư vấn và giải đáp tận tâm và thấu đáo nhất. Đồng hồ Tigon, đẳng cấp, thành công.